đánh son môi đổ nhìn nũng nịu giống như là chị Ngọc Trinh. Mọi người công nhận với mình là càng ngày chị Ngọc Trinh càng xinh đẹp và trẻ trung không? Gần đây thì mình để ý là leo nào chị Ngọc Trinh cũng sẽ đánh môi như thế này, dù là đi sự kiện hay là chụp photoshoot. Trời ơi, nhìn môi yêu cực kỳ luôn ý. Để mình hướng dẫn các bạn cách đánh son môi hách tuổi giống như chị Ngọc Trinh chỉ trong 5 phút nhé. Bước 1, dùng cushion để che khuyết điểm cho môi, giúp cho lát nữa môi sẽ lên màu son thật nhất. Bước 2, phủ một lớp phấn bột mỏng lên môi. Làm như thế này thì son sẽ rất lâu trôi. Bước 3, các bạn dùng son để tán vào lòng môi phía bên dưới trước, kéo một đường ngay ở giữa môi dưới như này này, rồi sau đó lại kéo dọc xuống ngay chính giữa để tạo hiệu ứng môi 3D viền môi nhá. Các bạn cũng đừng bỏ qua, mình sẽ đánh cả viền môi nữa. Đấy, kéo như thế này này, đừng có sợ son bị đậm đá, bởi vì đằng nào lát nữa mình cũng sẽ còn những bước sau. Phần môi trên thì các bạn sẽ đánh đậm ở cái phần nhân trung này, sau đó kéo xuống như kiểu là một chữ T, và ở hai bên môi này thì sẽ vẽ thêm hai cái hình tam giác. Bước 4, tèn tê tê. Bây giờ thì các bạn hãy lấy cái cọ môi này để có thể nhẹ nhàng tán đều từ lòng môi ra hai bên, bắt đầu với môi dưới nhá. Rồi kéo dọc xuống này, tán nhẹ nhàng chấm 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 chấm, rất là nhẹ tay thôi, mọi người đừng có miết nha. Rồi kể cái viền môi này mình cũng sẽ tán đều. Sau đó thì sẽ làm như vậy với cả môi trên, cũng tán cái phần trong ra trước này. Đó, rồi để đầu môi vẫn cứ để nó lem lem nũng nịu như này, yêu cực kỳ luôn. Và đối với cả đôi môi này thì các bạn sẽ chỉ nhấn một chút ở chính giữa của đôi môi trên thôi. Nếu bạn nào mà lúc nãy chọn màu son hơi bị nhạt quá thì các bạn hoàn toàn có thể đè lên thêm một lần son nữa để hiệu ứng môi của mình được căng hơn và đậm hơn. Cuối cùng thì mình sẽ lấy một chút son bóng để có thể chấm nhẹ. Nhớ nhớ, make up đẹp là tay lúc nào cũng phải chấm rất là nhẹ lên đỉnh của môi trên này và chính giữa của môi dưới. Xinh lắm luôn đấy mọi người ạ. Rồi, kết quả đây mọi người ơi, nhìn rất là yêu đúng không cả nhà? Kiểu son này thì phù hợp với cả những bạn môi mỏng và những bạn môi dày. Đặc biệt là các bạn môi dày, khi mà đánh son kiểu này thì nhìn đôi môi của mình sẽ chúng chín hơn, dễ thương hơn. Siêu 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 xinh luôn ý. Thử ngay.